Xin chào anh chị và bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh chị và bạn cách để anh chị và bạn có thể lựa chọn cho mình một cái bộ vest làm sao mặc vào nó thấy đẹp, nó tôn dáng và nó phù hợp với cái công việc của mình, cái mục đích sử dụng của mình. Thưa chị bạn, thì trong quá trình mình kinh doanh về vest tông thì mình thấy rằng không phải là anh chị nào khi mà đến tiếp cận với mặc vest thì để có thể mặc vest đúng và chuẩn. Vest thì nó có nhiều màu sắc kiểu dáng khác nhau, vậy thì làm sao để chúng ta có thể lựa chọn được bộ vest phù hợp, thì đây sẽ là một cái video mà anh chị các bạn nên xem. Liệu anh chị các bạn mong muốn rằng mình sẽ mặc vest đẹp hơn và đúng hơn và chuẩn hơn thì đây là video dành cho anh chị và các bạn. Thưa anh chị bạn, trên tay mình đây đó là hai cái màu áo vest khác nhau, một cái là màu xanh navy, một cái màu xám. Đây là hai cái màu sắc cơ bản nhất mà theo đánh giá của mình một quý ông nên có trong tủ đồ của mình. Nếu anh chị bạn là người đầu tiên tiếp cận đến mặc vest thì mình cũng khuyên anh chị bạn nên lựa chọn hai gam màu này, vì nó giúp anh chị bạn dễ dàng để có thể phối được với kiểu áo sơ mi, quần tây khác nhau. Ở vest thì nó cũng chia thành hai dòng, dòng 6Q và dòng 2Q. Dòng 6Q gọi là dòng double breasted và dòng 2Q gọi là single breasted. Và thưa chị bạn thì mình cũng hướng dẫn anh chị bạn thì để lựa chọn cái áo vest đẹp ấy, thứ nhất là ở bên trong nó có một cái cấu trúc, đó là cấu trúc canvas. Cấu trúc canvas thì nó có kiểu như là full canvas, half canvas. Thì cái áo vest mà thường có full canvas thì giá trị áo vest nó cao hơn nhiều so với áo half canvas hay là không có canvas. Thì cái áo vest canvas thì nó có cái công dụng gì? Nó là cái lớp đệm phía trong của cái miếng vải áo vest này. Thì miếng đệm này nó có công dụng rất là làm cho cái áo vest của chúng ta nào nhìn nó trông thẳng thớm và đẹp hơn. Và thứ hai mình nói đến vấn đề là cái ve áo. Thế chị bạn thì rất nhiều anh chị bạn hay thử lựa chọn loại ve áo nhỏ như vậy. Thì thưa anh chị bạn thì vé áo nhỏ thì nhìn có thể là trẻ trung, nhưng về cái nguyên tắc lịch sự thì cái vé áo nhỏ thì nó không có lực lịch sự và không được trang trọng lắm. Vé áo thì có nhiều kiểu vé áo khác nhau, vé này vé nhỏ, và có một số kiểu nó vé nó khuyết ở chỗ này gọi là vé vuông, và một số kiểu nó bo tròn thì gọi là kiểu vé sam. Thì vé áo nó đóng vai trò rất là quan trọng. Thì đối với những kiểu vé sam thì nó chỉ phù hợp cho để tham dự sự kiện, thì nó không có phù hợp cho cái mức độ để chúng ta mặc thường ngày. Nhưng đối với cái vé nhọn này thì nó giúp chúng ta trang trọng hơn, nhưng nó cũng phù hợp cho bối cảnh sự kiện hàng ngày. Thì cái vé áo thì anh chị bạn thấy rằng cái loại vé áo này vé trung bình, anh chị đừng lựa chọn cái loại ve mà nó nhỏ quá. Thì nếu ve nhỏ quá về cơ bản thì nó giúp anh chị bạn nhìn trẻ trung, nhưng về cơ bản thì trong giao thiệp hay trong sự kiện thì mặc cái loại ve nhỏ thì nó không có trang trọng và không có lịch sự. Và để lựa chọn áo vest thì anh chị cũng chú ý rằng thứ nhất là cái độ dài của tay áo. Cái độ dài của tay áo thì theo cái mình thấy thì cái độ dài tay áo phù hợp nhất, tức là sao, nó phủ vừa kín cái áo sơ mi của chúng ta, để khi chúng ta nhấc nhẹ cái tay thôi thì sẽ tự động nó sơ lộ cái áo sơ mi trong ra để ok. Thì cái độ dài của tay áo phù hợp, tức là nó lộ khoảng 0,5 hay là bằng luôn cái áo sơ mi luôn, thì là theo mình sở thích của mình ấy, thì mình thích cái áo tay áo vest này thì nó lộ bằng cái áo tay áo sơ mi luôn, thì khi mình cử động tay tự động thì nó sẽ lộ cái áo sơ mi ra thì nó đẹp rồi. Còn cũng tùy các quan điểm mỗi người nữa, thì có người thì thích lộ 0,5 cm, có người thì lộ 2 cm, nhưng theo quan điểm của mình thì nếu mà lộ nhiều quá thì nó không có trang trọng. Bạn cứ tưởng tượng là khi bạn mặc một áo vest á, khi bạn cử động nhẹ tay tự động nó sẽ lộ cái áo tay áo sơ mi ra thì nó có vẻ gì đó tinh tế hơn. Và độ dài của tay áo thì để một cái áo vest mà mặc đúng và chuẩn á, thì cái độ dài cái vạt này thì ít nhất nó phải phủ được mông. Đối với phụ nữ có thể mặc áo vest nó lộ mông ra thì nó tạo một cái cảm giác gợi cảm, nhưng đối với các quý ông thì chúng ta không nên mặc áo vest mà nó lộ mông. Lộ mông thì nó khiến cho chúng ta nó không được lịch sự. Vì vậy anh chị bạn lưu ý khi lựa chọn vest không nên mặc áo vest nó lộ mông, và ít nhất nó phải phủ mông hoặc là ngang mông thì cũng tạm chấp nhận được. Ngang mông thì nó nhìn nó trẻ trung và tạm chấp nhận được, chứ không nên mặc cái vạt áo này và phía sau này nó cao hơn mông của chúng ta. Và nếu mà để mà cách để mình thường hay làm, tức là
làm sao cái vạt áo này nó vừa vào với cái phần nắm tay của chúng ta. Chúng ta thấy là cái bàn tay chúng ta đây, và chúng ta cầm làm sao để thẳng tay và chúng ta cầm nắm được vào cái vạt áo này. Nếu trong trường hợp mà nó không nó bị hỏng lên, chúng ta nắm không vượt, thì là tức là cái vạt áo này quá ngắn, hoặc nó trùng xuống như vậy chúng ta nắm không được, thì cái áo nó đang dài quá. Vì vậy chúng ta nên lựa chọn một cái loại vạt áo có độ dài phù hợp, thì nó giúp chúng ta mặc sẽ trang trọng và đẹp hơn. Và tiếp theo là cái độ rộng của cái áo. Nếu mà chúng ta mặc cái áo mà nó chật quá, thì cái thông thường thì cái áo chật thì là cái cổ áo nó sẽ bị ngửa ra, nó ngửa ra như vậy. Hay là cái phần cái khi chúng ta cài nút lại nó tạo một cái dấu ích lớn, thì nhìn nó rất là kỳ. Vì vậy chúng ta lưu ý là chúng ta không mặc áo vest quá chật, hay chúng ta không nên lựa chọn cái áo vest nó quá rộng. Nếu mà áo vest quá rộng thì về cơ bản là mình chỉ cần ấn nhẹ vào vai này, thì nếu ở đây nó nhùng nhùng ở vai này thì là cái áo vest mình đang mặc là quá rộng. Vì vậy anh chị các bạn nên lưu ý mà khi lựa chọn áo vest để làm sao mình mặc nó vừa phải, không rộng quá cũng không chật quá. Nếu chật quá thì nhìn nó cũng kỳ, mà nếu rộng quá thì nó nhìn thùng thình và nó xấu, nó già. Vì vậy anh chị các bạn nên lưu ý khi mà anh chị lựa chọn áo vest. Còn cái dòng áo vest mà mình cầm trên tay đây, đây là dòng 6Q hay là dòng Double Breasted. Cái dòng Double Breasted thì nó vì cớ là cái hai cái tà áo này nó chồng lên nhau, gọi là Double Breasted. Cái dòng Double Breasted này thì nó mang cái sự formal, lịch sự hơn so với cái dòng 2Q. Theo nhận định và đánh giá của mình, cái dòng 6Q này nó cũng giúp anh chị các bạn có vẻ nhìn trẻ trung hơn. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách để anh chị phải lựa chọn cho mình một cái bộ vest phù hợp. Nếu yêu thích video này, anh chị hãy cho mình một like. Cảm ơn chị bạn đã xem video.